Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu những điều thú vị trong cuộc sống. Và video clip lần này, chúng tôi lại tiếp tục đem tới cho các bạn những điều thực sự thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, sai lầm khi ăn chuối dễ làm giảm tuổi thọ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. 5 sai lầm khi ăn chuối khiến cho bạn chịu nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, sức bệnh vào người. Ăn quá nhiều chuối. Chuối là một loại quả có chứa hàm lượng dinh dưỡng, kali, vitamin dồi dào, phong phú, giúp bạn tăng cường calo, làm đẹp da, mắt sáng, tinh anh hơn. Tuy nhiên thì nếu bạn ăn chuối quá nhiều, lượng vitamin B6 từ chuối và các thực phẩm khác có thể sẽ được nạp vào cơ thể quá nhiều khiến cho bạn béo phì, thừa cân, gây tổn hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia thì bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày vì nếu nạp quá nhiều chuối vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Người mắc bệnh dạ dày, nếu như bạn đang có bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày, bạn không nên ăn chuối bởi nếu ăn chuối sẽ làm cho bệnh tình trở nên tăng nặng hơn. Ngoài ra thì bạn cần tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói vì ăn vào bạn sẽ có cảm giác cồn cào hoặc là đau bụng. Người đang bị tiêu chảy, nếu bạn đang bị táo bón này hay là bị tiêu chảy thì bạn nên hạn chế ăn chuối bởi nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng thông tiện và nếu bạn ăn chuối sẽ khiến cho tình trạng tiêu chảy chảy càng trở thêm nặng nề hơn và có thể khiến cho bạn suy kiệt về sức khỏe. Người đang bị đau đầu, trong thành phần của chuối chứa tryptophan, phytoestrogen và axit amin có thể làm giãn mạch máu, nhất là những trái chuối quá chín sẽ làm cho hàm lượng các chất này cao hơn. Khi bạn đang chịu các cơn đau đầu thì tốt nhất không nên ăn, vì nếu ăn chúng sẽ khiến cho cơn đau của bạn kéo dài và khiến bạn chịu nhiều tổn thương cho sức khỏe. Người bị tiểu đường và tim mạch. Với những người đang gặp vấn đề về bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Ngoài ra, với những người mắc bệnh về tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc. Và loại thuốc này sẽ làm cho lượng kali trong máu tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Ở số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị đến mức nào và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, mỗi ngày xoa 3 lần loại rượu làm từ dâu hùm, đau nhức xương khớp đi không nổi cũng sẽ khỏi sau vài ngày. Ai nói dân văn phòng như chị em mình sướng đâu. Người ta nói làm văn phòng suốt ngày bán mặt cho máy tính rồi cuối tháng lãnh lương. Vậy chứ có biết được rằng cuối tháng lãnh lương còn không đủ tiền mua thuốc trị bệnh. Nói đâu chi xa toàn minh chứng, ngay cạnh em đây, mấy chị làm chung công ty em mới hơn 30 tuổi thôi mà đi khám tổng quát cái là bệnh tùm lum hết, nào là cột sống, bệnh phụ khoa, mà nhiều nhất là bệnh thấp khớp, tê mỏi chân tay các chị ạ. Lần nào mà tới đợt công ty cho khám tổng quát là ngày đó mấy chị ai cũng cầm tờ sức khỏe bù lu bù loa lên. Mà mấy chị biết đó, bình thường thì đau nhức xương khớp đã mệt rồi, mà tới mùa lạnh thì còn kinh khủng hơn nữa. Hồi đó thì công ty em cũng có chị bị vậy, nhiều khi nghe chị kể mà thấy tội luôn. Chị nói là có khi trời lạnh xuống là chị lại không ngủ được và nhiều khi nằm ôm chân rồi khóc cho tới sáng. Mệt quá rồi ngủ lúc nào không hay, đó là câu chuyện có thật vì em cũng từng bị như vậy rồi nên cũng đồng cảm lắm. Chị còn nói nữa là đêm mà nghe con khóc hay là gì là chị chỉ lay cho chồng thức đi coi, chứ chị mà bước ra là không được luôn. Nhiều khi tê chân bước xuống là té liền. Vậy mà chị còn khổ sở hơn khi lại làm trong văn phòng 24/24 là ngồi máy lạnh. Đã bệnh không hết rồi lại còn thế này thì chị có nặng thêm. Thấy vậy thì em mới chỉ cho chị một bài thuốc mà hồi đó là bà ngoại em chỉ khi mà em sinh đứa con đầu lòng bằng cây râu hùm. Bài thuốc này sẽ trị rất tốt căn bệnh nhức xương khớp và đặc biệt là cho mấy bà mẹ vừa mới sinh.
phòng bệnh sau này và giữ ấm cho cơ thể. Cây sống lâu năm sẽ cao từ 50-80cm, thân bò dài, có nhiều đốt, lá mọc thẳng từ thân đến rễ, có phiến hình trái xoăn nhọn dài từ 25-60cm, rộng từ 7-20cm, màu lục bóng, mép nguyên lượn sóng, cuống lá dài từ 10-30cm, hoa màu tím đen, mọc tụ họp thành tán trên một cán thẳng hay là cọng dài từ 10-15cm, bao trùm của tán có 4 lá, bắc màu tím nâu, hoa thì từ 15-20 đoá màu tím đen, bao hoa có 6 thùy, nhị. Quả không tự mở, hạt có 3 cạnh màu đỏ tím. Ra hoa sẽ vào từ tháng 7 tới tháng 8, có quả từ tháng 9 tới tháng 10, mọc ở những nơi ẩm ướt và nhiều bùn. Bài thuốc mà em hướng dẫn tới các chị sau đây sẽ có 2 cách sử dụng. Thứ nhất, nếu như chị em nào không ngại đắng mà uống được thuốc nam thì sẽ làm như sau. Chúng ta dùng thân của cây từ 10 tới 12 giờ, sau đó là mang đi rửa sạch, sắc thành nước uống hàng ngày, ngày uống 2 lần sau mỗi bữa ăn chính. Cách này thì hỗ trợ giữ ấm cơ thể tốt, còn có thể hỗ trợ điều trị mất gan. Bài thuốc này không được áp dụng cho người đang mang thai. Cách thứ hai thì dùng thuốc bôi bên ngoài. Các chị sẽ dùng 50g thân hay rễ của cây rau hùm và phơi khô, giã nhuyễn trộn với 30g bột kết nướng giòn, cũng giã nhuyễn tán bột ngâm với 1/3 lít rượu trong 1-2 tuần. Để đạt được hiệu quả cao thì các chị có thể mua loại rượu gạo loại gốc. Sau đó chỉ cần lấy nước này xoa bóp chỗ đau ngày từ 2-3 lần. Tốt nhất là làm thường xuyên vào buổi tối trước khi đi ngủ. Với cách này thì đảm bảo kể từ ngày thứ 3 khi mà dùng thuốc thì các chị sẽ cảm giác ngủ ngon hơn. Có khi cứ nghĩ là mấy năm rồi mới được ngủ như vậy. Hãy kiên trì làm thường xuyên trong vòng từ 15-20 ngày là được. Với loại rượu dâu hùm này thì không chỉ dành cho người bệnh mà ai cũng có thể sử dụng để giữ ấm và tránh đau một cách hiệu quả. Nhờ bài thuốc của bà ngoại, không những bên họ em thôi mà cả bên chồng em cứ tấm tắc khen mãi, không biết đâu ngoại ra được cái củ thuốc độc như vậy. Chị trong công ty cũng mừng hớn luôn với bài thuốc của em. Và em lại có được cả bữa ăn hoành tráng khi mà chị mời vì bài thuốc hay nữa. Chị còn nói là anh nhà chị cũng lém lém xin xoa vì thấy hay quá.